bạn muốn giới thiệu đến với bạn nè, nhất là các bạn gái nào mà hay thường xuyên mất khớp hoặc là chúng ta sử dụng nước hoa hồng, thì đó là sản phẩm gì mọi người có biết không? Đó là một sản phẩm cực kỳ cần thiết cho bạn gái luôn ha. Đó là bông tẩy trang nha cả nhà. Và hôm nay mình sẽ nói về dòng bông tẩy trang của Supot ha, hàng của Nhật Bản nha. Vì sao lại có hai màu, mọi người có thấy không? Đều là của cùng một hãng nhưng mà chia ra làm hai loại, và bông của mỗi một loại cũng sẽ khác nhau. Mọi người có thấy không? Một bên là hình giống như chiếc gối và một bên là đã được dập bầu tròn. Và hộp này thì 82 miếng nhưng mà hộp này chỉ có 66 miếng thôi. Hộp này tuy số lượng ít nhưng mà giá thành lại cao hơn. Chắc chắn là vậy, có sự khác biệt đúng không? Tuy nhiên hai dòng này đều là một sản phẩm rất là tốt của Nhật rồi nha mọi người. Thường thì chúng ta sử dụng bông tẩy trang, khi mà mọi người lau mọi người có cảm giác là giống như bông nó bị tưa ra và nó bị giãn ra rất là nhiều. Sau khi chúng ta chỉ cần lau qua mặt chúng ta khoảng 2 lần là nó nát ra đúng không? Thì cái sản phẩm này được cải tiến và khi mọi người sử dụng cái bông này thì nó sẽ không bị nát, không bị tưa lông ra nha. Mình đã dùng qua cái sản phẩm này rồi và rất là ok mọi người nha. Thì Supot xanh lá thì nó có được thêm một mùi hương nữa nha mọi người. Còn Supot màu xanh dương thì không có mùi, hương tự nhiên. Và cái bông này thì mình cam kết luôn là sử dụng rất là tốt, không bị tưa lông, và mọi người lau nhiều lần nó cũng không bị nát ra luôn. Một số bạn thì có thể dùng cái bông tẩy trang này để make up luôn nha. Đối với chúng ta bạn gái đó, thì khi mà chúng ta sử dụng cái phấn bột á, cái bông phấn của chúng ta nhiều khi nó lâu quá rồi và mọi người không có vệ sinh thì nó sẽ không còn sạch nữa. Thì mình khuyên là mọi người nên lấy cái bông tẩy trang này để chúng ta make up luôn ha. Và mỗi lần make up thì chúng ta sẽ lấy một miếng rồi chúng ta bỏ đi, thì nó rất là vệ sinh, an toàn cho da, chăm sóc da rất là tốt. Vì cái bông phấn của chúng ta ở trong hộp phấn á, nếu mà chúng ta không vệ sinh kỹ á, thì nó là nơi để vi khuẩn tập trung rất là nhiều. Và những lần mà chúng ta sử dụng sau này thì nó sẽ ở trên da của chúng ta và nó sẽ gây mụn ha. Do đó mọi người chăm da tốt thì da của chúng ta sẽ đẹp. Mọi người đừng có tiếc nha, một hộp như thế này rất là rẻ thôi, không có mắc, mà chúng ta có thể chăm da của chúng ta mỗi ngày cùng với bông siêu cóp rất là mềm, rất là dai ha. Mình có sẵn nha, bạn nào muốn mua thì inbox.